Ice Network bất ngờ trả coi và những bước snowman cần chuẩn bị. Xin chào các snowman của CryptoLickVan. Trong không khí uptrend của mùa coin năm 2024, bất ngờ dự án Ice Network đã thông báo sẽ bắt đầu trả coin cho các thợ đào snowman. Theo thông tin trước đó, thì có thể tới tháng 10 số coin này mới được đưa về mainnet. Tuy nhiên, dự án đã bất ngờ đẩy nhanh tiến độ và cho mainnet luôn trong quý 1 năm nay. Để tìm hiểu cụ thể về diễn biến này, cũng như các bước mà snowman đào Ice phải chuẩn bị để nhận được coin, chúng tôi sẽ thực hiện ngay video này để hướng dẫn cộng đồng của CryptoLickVan. Cộng đồng của chúng ta đã cùng trải qua khoảng thời gian đào Ice trong gần 1 năm qua, và hôm nay chính là thời điểm chúng ta gặt hái kết quả. Nào các snowman, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Phần 1. Kế hoạch phân phối Ice Coin. Để đảm bảo quy trình phân phối công bằng và bình đẳng, dự án đã nêu ra các yêu cầu cụ thể để người dùng nhận được Ice Token của mình. Cụ thể là các tiêu chí sau đây. Số dư tối thiểu. Người dùng phải duy trì số dư tối thiểu 1.000 Ice trong tài khoản của mình. Xác minh KYC. KYC bước 1 và KYC bước 2 là bắt buộc đối với tất cả các tài khoản của người dùng. Bước 1 là KYC gương mặt, bước 2 là KYC bằng tài khoản mạng xã hội Twitter. Địa chỉ ví của mạng BNB. Người dùng cần xác định địa chỉ mạng BSC trong tài khoản ICE của mình. Số token sẽ được phân phối theo địa chỉ này. Ngoài ra, dự án còn bắt buộc người dùng phải có các phiên khai thác đang hoạt động. Nếu tài khoản đã ngừng đào thì sẽ không nhận được phân phối. Số lượng ICE coin sẽ được phân phối định kỳ dựa vào số coin chưa staking. Số lượng coin có được thông qua giới thiệu REF cũng sẽ phải được xác nhận khi các REF vượt qua hai bước KYC. Việc phân phối thông qua mạng BNB sẽ diễn ra hàng tháng cho đến khi ra mắt mạng chính của Ice Network, đảm bảo phần thưởng nhất quán cho cộng đồng. Phần 2. Những cột mốc quan trọng. Ngay sau đây sẽ là các cột mốc thời gian cực kỳ quan trọng mà bạn phải theo dõi. Lần phân phối đầu tiên dự kiến là vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, tức là Ice Token sẽ được gửi về ví BSC mà bạn đã cung cấp. Ngay sau đó, bạn đã có thể nạp token của mình lên các sàn để bán. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì hiện nay có hai sàn cho phép giao dịch Ice Coin, đó là OKX và P-Bridge. Đối với OKX thì lịch trình như sau. Ngày nạp coin lên sàn là 17 giờ ngày 15 tháng 1. Tuy nhiên, vào thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ tài khoản nào được phân phối coin. Ngày giờ giao dịch đầu tiên là 17 giờ ngày 19 tháng 1 và OKX sẽ bắt đầu cho rút coin vào một ngày sau đó, tức là ngày 20 tháng 1. Đối với P-Bridge thì lịch trình sớm hơn. Ngày nạp coin lên sàn sẽ là ngày ICE trả token đợt đầu tiên, tức là ngay khi có token, bạn đã có thể nạp ngay lên sàn. Sau đó, không cần chờ đợi thêm, bạn đã có thể đặt lệnh mua bán P2P ngay trên app. Và thời gian rút của sàn P-Bridge cũng đúng bằng thời gian nạp, tức là ngay khi nạp lên thì bạn đã có quyền rút, không cần phải chờ đợi thêm 1 đến 2 ngày như sàn OKX. Quả thật đây là các thông tin rất thú vị và bất ngờ đến từ dự án ICE Network. Có thể đây cũng chính là một món quà đặc biệt mà dự án dành tặng cho toàn thể Snowman trước khi năm 2023 âm lịch kết thúc, giúp chúng ta có một cái Tết ấm áp hơn. Ngay từ bây giờ, bạn hãy một lần nữa rà soát lại các tài khoản ICE của mình, đảm bảo kích hoạt đầy đủ các phiên đào ICE, KYC ngay khi có lời mời, cả bước 1 và bước 2. Và nhớ là phải cập nhật ngay ví BSC vào ICE Network. Đến đây thì video ngày hôm nay của CryptoLickVan cũng đã đi đến hồi kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến của Ice Network trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn các Snowman đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh trong thời gian vừa qua. Các bạn cũng có thể tham gia đào Ice cùng với cộng đồng CryptoLickVan. Link tham gia sẽ được chúng tôi để ngay bên dưới phần mô tả của video này. Nếu có thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình tạo tài khoản, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hướng dẫn kỹ thuật. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để ủng hộ và tạo thêm động lực giúp chúng tôi tiếp tục cống hiến và phục vụ cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các Snowman trong các chuyên mục sau.